tháng 3 vừa qua, tàu hàng Dali đã đâm vào cầu Francis Scott Key ở Baltimore, khiến 6 người thiệt mạng và làm tê liệt một tuyến giao thông quan trọng ở Đông Bắc nước Mỹ. Công binh lục quân Mỹ cho biết một cuộc khảo sát đã chứng nhận đáy sông an toàn cho việc di chuyển, đồng thời cho hay kênh Fort McHenry Federal đã được khôi phục lại kích thước hoạt động ban đầu là rộng 213,36 m và sâu 15,24 m. Khi được khôi phục hoạt động hoàn toàn, kênh này sẽ cho phép phương tiện lưu thông hai chiều và chấm dứt các yêu cầu an toàn bổ sung đối với các phương tiện do chiều rộng kênh tạm thời bị thu hẹp. Bang Maryland ước tính sẽ chi từ 1,7 đến 1,9 tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại cầu Francis Scott Key và dự kiến hoàn thành vào mùa thu năm 2028.